Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi giám sát việc thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025 tại thị xã Nghĩa Lộ. Ngay sau khi nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 có hiệu lực, thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân đăng ký thực hiện. Qua đó, đã có 82 cơ sở đăng ký hỗ trợ với số tiền trên 2 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân gần 700 triệu đồng. Trong đó, đợt 1 có 39 cơ sở đăng ký với kinh phí hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng. Có 32 cơ sở mô hình đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, với số kinh phí hỗ trợ là 915 triệu đồng. Đợt 2 có 43 mô hình đến nay đang tiến hành thẩm định và giải ngân. Nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái được ban hành đã tạo động lực giúp người chăn nuôi trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ phát huy lợi thế, mở rộng quy mô sản xuất chăn nuôi hàng hóa, mang lại thu nhập cao. Thông qua việc triển khai thực hiện chính sách phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đàn gia súc chính của thị xã đang từng bước phát triển theo đúng định hướng, giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có điều kiện tái đầu tư cho sản xuất. Nghị quyết còn khuyến khích các hộ đầu tư xây dựng chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất như chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, qua thực tế, quá trình triển khai nghị quyết số 69 vẫn còn một số khó khăn như kinh phí đối với cơ sở giám sát dịch bệnh chưa phù hợp, mức thu cao. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ chăn nuôi chưa phù hợp với đặc thù vùng miền. Các tổ chức cá nhân trên địa bàn thị xã chưa tiếp cận được chính sách phát triển sản xuất cây ăn quả theo chuỗi giá trị. Do hiện nay trên địa bàn chưa có doanh nghiệp và hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đứng ra tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nhân dân. Sau khi giám sát thực tế tại cơ sở, tại buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị thị xã Nghĩa Lộ cần làm rõ các nhóm chính sách hỗ trợ bên cạnh nghị quyết số 69. Đối với những cơ sở không đủ điều kiện để triển khai nên có kiến nghị tỉnh điều chỉnh để hỗ trợ người dân. Bên cạnh đó, các thành viên đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ làm rõ danh sách các hộ, các cơ sở được phê duyệt một cách minh bạch. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao việc chỉ đạo sát sao của thị xã Nghĩa Lộ trong việc đưa nghị quyết 69 đến với người dân. Trình tự phê duyệt các cơ sở đăng ký đã cơ bản theo quy định, công khai, công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nội dung nghị quyết, nhất là đội ngũ cán bộ xã phường để người dân đăng ký thực hiện, tăng cường chỉ đạo các cơ sở đăng ký hoàn thiện hồ sơ, tập trung chỉ đạo sản xuất theo chuỗi tạo ra lượng hàng hóa lớn. Đối với các kiến nghị đề xuất của thị xã Nghĩa Lộ, đoàn giám sát sẽ tiếp thu để trình các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ các cơ sở y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, sáng nay Viettel Yên Bái đã trao tặng tỉnh Yên Bái 13 bộ máy tính laptop trị giá 200 triệu đồng. Dự tiếp nhận có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. 13 máy tính sách tay được trao cho tỉnh Yên Bái sẽ được sử dụng tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. Kinh phí thực hiện do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel trao tặng cho 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh nhấn mạnh: trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh đã huy động sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của cả hệ thống chính trị và ủng hộ tích cực của toàn dân, sự đồng hành của các doanh nghiệp. Đến nay Yên Bái vẫn là vùng xanh của cả nước. Đối với 13 máy tính được Viettel Yên Bái trao tặng sẽ được sử dụng tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh, giúp công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 mong muốn trong thời gian tới, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel nói chung, Viettel Yên Bái nói riêng tiếp tục đồng hành với tỉnh Yên Bái trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19. Đại diện Viettel Yên Bái kỳ vọng với những trang thiết bị ủng hộ lần này sẽ giúp cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch của Yên Bái sẽ triển khai hiệu quả các đợt tiêm chủng, góp phần cùng toàn hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Yên Bái ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận 30 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 từ công ty trách nhiệm hạn Desson Global. Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã cảm ơn sự ủng hộ quý báu của công ty trách nhiệm hạn Desson Global với số tiền 30 triệu đồng cho quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh Yên Bái.
và cam kết toàn bộ số tiền ủng hộ của các cơ quan doanh nghiệp cá nhân sẽ được sử dụng công khai, minh bạch vào nhiệm vụ phòng chống COVID-19 và mua vaccine tiêm phòng cho người dân. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã kêu gọi nhân dân, cán bộ chiến sĩ, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chung tay hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có gần 200 cơ quan đơn vị doanh nghiệp chung tay ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền hơn 10,6 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thời gian qua Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đảm bảo tiêu chuẩn bệnh viện an toàn phòng chống dịch theo tiêu chí của Bộ Y tế, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhất là những ngày này, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Yên Bái đã chủ động làm tốt công tác phân luồng, kiểm soát ngay từ cổng ra vào viện. Các trường hợp mới đến viện có nghi ngờ đã được bệnh viện bố trí phòng khám sàng lọc và có lối đi riêng đến khu cách ly nhằm bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và những người liên quan. Tại các khoa điều trị, bệnh nhân và người nhà được tuyên truyền hướng dẫn thực hiện nghiêm túc 5K, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt hàng ngày. Từ hôm vào đây điều trị, thì từ hôm bắt đầu vào thì cũng được cái sự hướng dẫn và cái sự chỉ bảo của bác sĩ rồi y tá trong bệnh viện, không được ăn ở tại chỗ rồi không được đi lại đấy, để mà phòng chống dịch cho bản thân và cũng cho như trong cộng đồng. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi cũng thực hiện nghiêm quy định mỗi người bệnh đến khám bệnh, nhập viện điều trị chỉ có một người chăm sóc và phải khai báo y tế để được cấp thẻ thăm nuôi bệnh. Đặc biệt không tổ chức thăm bệnh nhân trong bệnh viện. Tất cả các cái bệnh nhân đến khám thì ở ngoài phòng khám, ở chỗ bệnh nhân, lúc bệnh nhân đến khám thì là hầu như ở ngoài cũng đã đo nhiệt độ và khai thác những các cái dịch tễ liên quan bệnh nhân đi đâu, từ đâu đến và có đi đến những cái vùng dịch hay không, và cũng ở ngoài phòng khám đã làm. Và đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân từ những vùng dịch trở về, ví dụ như ở tuyến trung ương chuyển về, thì chúng tôi cũng đã sàng lọc và để những cái bệnh nhân đấy ở một cái phòng riêng biệt, ở phòng riêng, và trước khi vào là chúng tôi cũng gọi cái kíp xét nghiệm là đã xét nghiệm SARS-CoV-2. Tại khu vực cách ly, trang thiết bị bảo hộ phòng dịch và nhân lực cũng được bệnh viện bố trí đúng quy định. Bệnh viện xây dựng đầy đủ chi tiết kế hoạch phương án ứng phó khi có dịch bệnh. Việc phân luồng khám bệnh nhằm loại bỏ nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 ngay từ ban đầu được thực hiện nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, bệnh viện chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu và phòng tránh dịch COVID-19 hiệu quả. Đối với cán bộ y bác sĩ và nhân viên của bệnh viện, luôn chủ động nâng cấp độ phòng chống dịch cao hơn một mức. Hàng tuần đều được test nhanh và lấy máu xét nghiệm để phòng chống dịch COVID-19. Thời gian vừa qua thì thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Ủy ban dân tỉnh Yên Bái và Sở Y tế, thì Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi chúng tôi thực hiện đầy đủ các cái biện pháp theo đúng cái quy trình chỉ đạo của Bộ Y tế quy định, từ việc phân loại, khám sàng lọc, kiểm tra y tế, khai báo y tế ngay từ cổng cho đến tất cả các cái khoa phòng, từ điều trị nội trú cho đến khoa khám bệnh. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ thì được Sở Y tế tin tưởng giao nhiệm vụ điều trị các F0 đã khỏi bệnh ở các cái tỉnh trở về tỉnh địa bàn tỉnh Yên Bái, 10 ngày là test nhanh và đồng thời là thực hiện xét nghiệm PCR cho cán bộ viên chức để sàng lọc, để sẵn sàng phát hiện sớm nếu như có vấn đề xảy ra. Và đối với các cái bệnh nhân và điều trị và người nhà bệnh nhân thì chúng tôi luôn luôn tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn, phát tờ rơi và làm sao đấy để người dân hiểu được tất cả những vấn đề liên quan đến công tác phòng dịch, để người ta tự giác thực hiện công tác phòng chống dịch trong thời gian người ta bệnh nhân nằm viện. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi được triển khai an toàn hiệu quả. Năm 2021, theo kế hoạch được giao, bệnh viện thực hiện điều trị nội trú cho 2.000 người, công suất sử dụng giường bệnh đạt 95%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng bệnh nhân đến bệnh viện giảm nhiều. 7 tháng đầu năm chỉ đạt gần 40% kế hoạch. Mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thời gian tới bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, không để xảy ra sai sót chuyên môn, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch hiệu quả,
chú trọng sàng lọc bệnh nhân nghi ngờ ngay từ khi vào viện để có phương án xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối theo tiêu chuẩn bệnh viện an toàn phòng chống dịch của Bộ Y tế.